các bạn thấy không? Đêm nào mình cũng các bạn thấy không? Đêm nào mình cũng mang đồ ăn ra cho mình ăn. Đêm nào mình cũng mang đồ cho nó ăn. Đồ ăn sạch đàng hoàng nha, chứ không phải đồ ăn bỏ đâu ạ. Đồ ăn của mình á. Đêm nào mình cũng đem cái tội nghiệp lắm. Ở đây là thú hoang dã, ở đây nhiều lắm, mấy con căn trộn á. Người ta không có cho nó ăn đâu, tại vì người ta sợ nó quậy phá, nó sanh đẻ nhiều quá rồi nó phá. Thành ra người ta không có muốn cho nó ăn, người ta muốn giết nó nữa. Nhưng mà ở đây luật pháp ở đây, nếu mà ai mà giết một con căn mà bị thưa, bị người ta biết, người ta báo cảnh sát đó, là ngồi tù á, phạt 50.000 đô đó, ít nhất là 50.000 đô đó. Mình thì thích làm những cái chuyện tào lao như thế này. Bây giờ mấy cái thùng rác ở đây á, có khóa hết à, thùng rác đồ ăn dư thừa có không có mở ra được, thành ra nó đói lắm. Đêm nào nó cũng dẫn cả bầy vợ chồng con cái nó đi kiếm đồ ăn, cái tội lắm. Thành ra mình đêm nào cũng mang đồ ăn ra cho nó ăn. Bây giờ giết rồi, bây giờ nó thấy mình là nó biết mình ở đây, nó biết mình đến độ mà nó nhiều bữa mà mình không có đem đồ ăn, nó biết lợi, nó gọi, nó khiều khiều cái cửa, nó tìm mình để nó tới ăn mà không có đồ ăn, nó biết kêu mình á. Nên mình lại thích làm những chuyện tào lao như thế này. Ở đây không phải là cái chuyện lớn lao gì, nhưng mà chút chút nhỏ nhỏ về tạo phước đức đó. Các bạn biết mình không có ăn đồ tươi nha, không có ăn đồ sống đâu. Đi chợ mua cá, mua tôm, mua cua, toàn là ăn đồ đông lạnh không. Chứ còn nghĩa là ăn cá chết, tôm chết, chứ còn không có ăn cá trong hồ. Cá mà lội hay là gà mà sống là không có chuyện mình được cắt cổ nó đâu. Nghĩa là không có sát sanh. Mình không phải quơ đũa cái nấm, không phải là... Nhưng mà mỗi người có một cái cách sống thôi, mình kỵ cái vụ đó lắm. Mình ăn toàn là cá chết không à. Nhưng mà các bạn thấy tội nghiệp đó. Nhiều bữa vậy ba bốn đứa luôn nha, chứ không phải một đâu. Bữa nay không biết tại sao con mình nó. Giờ nó ăn riết rồi nó biết tới giờ là nó tới đây nó đợi đồ ăn. Thấy thương lắm. Mà dân đây thì sợ nó lắm, ghét nó lắm, tại vì sợ nó sanh trưởng nhiều quá rồi nó phá. Làm cái chuyện này bao nhiêu năm rồi, nhiều năm lắm rồi, nhưng mà mình không có làm video gửi cho các bạn. Bây giờ không có cái chuyện gì, không có gì để mà khoe cả, không có gì để mà khoe. Nhưng mà tại vì có khán giả hỏi mình, khán giả mình nghe mình nói bữa hôm trước mình livestream, mình vô tình mình nói
Thành ra có khán giả của mình là muốn xem ban đêm mấy cái con chồn, mấy con sóc nó mình đem đồ ăn ra nó như thế nào. Thì hôm nay mình mới quay cái video này để chia sẻ cho mọi người. Rồi cảm ơn các bạn nha. Đây là cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mình làm được những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chào mọi người, hẹn các bạn video sau.